mọi người ơi, đây ạ. Khóa là khóa số mật khẩu này. Mật khẩu nha, khung bằng nhôm. Chống cậy mà nó nhẹ ấy. Nó nhẹ nhá, lôi sách này. Lôi sách đi. Đi về Angola đấy. Đi về Angola đi. Máu ngơ là em ơi đừng giết nữa. Ôi sập lại đi lôi ạ. Sập lại đấy, không thì sập lại đấy. Lôi đừng diễn nữa. Không lôi này. Cái màu cái khung nhôm này thì có rất là nhiều màu nha mọi người ơi. Đây size 24 đây mọi người ơi. Nhẹ nha mọi người. Nói khung nhôm thôi nhưng mà rất là nhẹ. Ui còn 5 suất nữa rồi. Còn có size 28 nữa. Năm suất nữa mọi người. Phải giá là 544k nha mọi người. 544k nha mọi người. 544k. Bạn đây này, bán hết luôn. Ừ. Không còn nữa đâu. Đã bán được cái nào đâu? Đã bán được cái nào? À, còn 30 cái phải bán được 2. Chưa bán được cái nào hết mà lôi xin một cái rồi. Cái này là hàng của Việt Nam nha mọi người. Bao nhiêu? Mọi người. Sài Gòn chắc chỉ tầm 2 ngày thôi bởi vì là cái này hình như ở trong Sài Gòn. Trong Sài Gòn. Hôm nay bên nhãn hàng ship hỏa tốc đến đây mà chị. Mọi người ơi, nhãn hàng mua tôi ship một cái tủ. Đây còn đại diện nhãn hàng ở đây nhỉ? Đừng khóc, không bị sập like đấy. Lâu phải bảo là thôi ông ơi. Giết nước đấy ơi. Ông khóc còn tôi bị sập like. Thôi nói cho đàng hoàng nào. Lâu bảo là nhãn hàng thôi. Đi uống nước cái, đi uống nước cái. Đi đấy. Bắc Giang này tầm khoảng 3 ngày nha. 3 ngày nha. Tim đen ơi. Thế 1.099k hôm nay giảm 50%. Hết rồi á. Mẹ ơi. Hết rồi á. Sao hết được. Xin cái gì thì mẹ lê. Hết đâu, vẫn còn mà. Còn mà mọi người. À, bản thường là sẽ không có. Hình như bản thường là không có. Hết size 28. Hết size 28 à? 28 thì mấy bản trên có mà mọi người. Cái này là thương hiệu của Việt Nam Bamboo nha mọi người. Bảo hành cho mọi người 5 năm nha. Bảo hành 5 năm. Mọi người yên tâm nha. Và khi mua cái này thì được kèm theo cái túi nữa của anh ạ. À đúng rồi. Vỏ vali đây. Đúng rồi, đây được. Cái túi để vỏ vali nha mọi người. Cái bọc vali. Tôi này được kèm theo cho mọi người là cái bọc vali và xem TV. Trẻ con không được xem TV. Không, chị bên ngoài bảo vali ra. Mọi người test sản phẩm với nước nha, rồi mỗi phòng lại. Sao lại test sản phẩm với nước là sao? Ơ, còn được kèm thêm một túi đựng giày nữa mà. Túi đựng giày đâu người ta? Cho lôi vô giỏ hàng à? Không phải cái bọc này đâu. Hả? Không phải cái bọc này đâu, cái bọc xịn hơn đấy mọi người. Ô, cái lúc này mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này, chai nút đều đây này, xong rồi kéo vali ra. Xong rồi người ta lái vali, xong cắt một nước, có vali luôn. Bây giờ đi ra sân bay mà gặp các cô, các chú xin chụp ảnh thì Lôi giả vờ kéo vali, à vali này của Lôi mà. Đúng rồi mà chị. Vali này của Lôi mà. Đúng rồi. Rồi bây giờ Lôi kéo ra đi. Không, nhưng mà tặng cái xịn hơn. Lôi kéo đi các cô. Lôi cho cô xin chụp ảnh nào. Không ấy như hài mọi người. Mọi người nhìn này, mọi người thấy sản phẩm này này. Súng cạp này mọi người. Mọi người súng cạp này. Mọi người khi đeo con có này. Ôi một suất cuối cùng mọi người. Một suất cuối cùng. Mọi người một suất cuối cùng. Mẹ suất cuối cùng. Mẹ suất cuối cùng. Một suất cuối cùng. Cái áo
còn 544k khung nhôm nha mọi người ơi, khung nhôm cho em nha. Hàng Việt Nam Bamboo bảo hành cho mọi người 5 năm nha mọi người. Đó. Trời. Cái này là 20, size 20 này. Đấy, khung nhôm nhưng mà nó rất là nhẹ nhá. Còn cái size này là size 24. Đấy. Size 24 này. Giỏi quá ha. Bật cho cô đi, bật cái ấy chưa? Lưu bật cái đấy, lưu bật đi. Ôi giời, cô lại có sắp hết pin rồi. Lưu thông minh nhỉ? Ai thông minh hơn lôi? Ủa, nó không bật. Từ, cô lại hết pin rồi, lôi ơi. Hết pin rồi, nhanh thế. Chia. Đây. Cô Hoàng dán cả cái điện thoại vào luôn. Dán như không dán. Hết pin rồi, cái này của cô lại hết pin rồi. Điện thoại cho cô này. Rồi ạ. Hết pin rồi. Để mẹ đang bấm pin này. Hết rồi. Một suất cuối cùng. Đúng rồi, một suất cuối cùng rồi. Để bấm cái máng ấy, bấm cái kia ấy. Bấm cái kia, ủa, bấm xuống à? Cái gì? Phấn này, quay của mình là phấn bụng. Lôi còn muốn bôi phấn không? Phấn này, phấn dính để áo này. Ôi trời. Trắng không, coi trắng không nào? Xem nào. Ơ, trắng thôi. Coi em quên dính rồi, không mà. Ok, hết chưa nước anh ơi. Người hết chưa? Lên khăn nhở, lên khăn mặt nhở. Khăn mặt lên khăn. À lên khăn. Hết chưa đúng cây ơi, hết chưa đúng cây ơi. Còn giá? Cà Mau chỉ tầm 1-2 ngày thôi bạn ơi, 2 ngày, chắc tầm 2 ngày. Để anh em đi cho con lên đấy. Chú Đức Anh. Khăn tắm, Lôi ơi, cái khăn của hôm qua Lôi đội cái đầu à? Mà giống mama á. Mama đây nhỉ? Lôi để đâu rồi? Nghịch thôi rồi luôn. Thật sự luôn đấy mọi người. Cái ông nào lập nick TikTok cho mình comment linh tinh ấy. Chị ơi, mùng 5 tháng 6 like lúc 5 giờ chiều hay sao ấy mọi người. Lịch là 5 giờ chiều. Like ở đâu? Còn lâu mới nói. Lên khăn tắm nha mọi người ơi. Ok. Nào. Vô đi. Ngưng lời dùng trẻ con. Mama ơi. Cái này là mama chứ không phải trẻ con. Cái này là mama nha mọi người. Mama chuẩn bị xuất hiện nào. Mama.